Showbiz Việt mới đây tiếp tục bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long, cựu thành viên nhóm nhạc 1088 qua đời ở Mỹ vì đột quỵ. Cái chết đột ngột của nam ca sĩ ở tuổi 41 khiến đồng nghiệp khán giả không khỏi xót xa. Được biết, anh sinh sống một mình ở Mỹ từ suốt những năm qua cho đến phút cuối đời, cũng ra đi không có người thân bên cạnh. Sau khi cố ca sĩ qua đời, cuộc sống ở Mỹ trong suốt một năm qua của anh khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm. Ngôi sao bán đĩa đình đám một thời, Vân Quang Long, tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 ở Đồng Tháp. Anh từng là tuổi thơ của thế hệ 8X với nhiều bản hit đình đám cùng nhóm 1088. Thời gian hoạt động trong 1088 cùng Điền Thái Toàn, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm. Sau khi 1088 tan rã, Vân Quang Long kết hợp cùng Cẩm Ly, cả hai trở thành cặp đôi được yêu thích qua những ca khúc Nợ Duyên, Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Ngày Mai Mưa Thôi Rơi. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Vân Quang Long là một trong những ngôi sao bán đĩa khủng khi album Thư Cuối Thôi Ta Chia Tay bán được hơn 5.000 bản khi ra mắt. Đây là một con số vô cùng ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ tại thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vân Quang Long đột nhiên biến mất khỏi showbiz. Một quãng thời gian dài, khán giả ít thấy anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như các sân khấu ca nhạc lớn. Đầu tháng 5 năm 2016, Vân Quang Long bất ngờ xuất hiện trong chương trình Ngôi Sao Phương Nam. Trong chương trình, mặc dù mắc bệnh về thanh quản khiến giọng hát không còn được như trước, nhưng những nỗ lực của nam ca sĩ khiến nhiều người không khỏi nể phục. Đặc biệt, mặc dù bị tai nạn nhưng anh vẫn kiên quyết tháo nẹp cổ, cố gắng đến trường quay, nén đau để tham gia cùng đồng đội. Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ. Do sớm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, Vân Quang Long cũng giữ đời tư kín tiếng. Năm 2017, nam ca sĩ công khai chuyện đã ly hôn người vợ kết hôn 15 năm trước do những xung đột không thể giải quyết. Sau ly hôn, Vân Quang Long bén duyên với người vợ thứ hai kém 10 tuổi, tên Linh Lan, cùng quê với anh ở Sa Đéc. Được biết, hai người tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà xã nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Họ đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh, anh thường xuyên đăng ảnh con gái lên trang cá nhân. Sau khi tái hôn, Vân Quang Long vẫn hạn chế xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Năm 2017, anh tạm xa vợ qua Mỹ phát triển công việc bất động sản, kinh doanh tiệm nail. Thỉnh thoảng, Vân Quang Long nhận lời đi hát vào dịp cuối tuần. Hầu hết thời gian anh đều tập trung vào sự nghiệp nhà hàng, bất động sản. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đình đám một thời vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên bên gia đình. Vì vậy, thông tin về cái chết của anh khiến bạn bè và khán giả ở Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, tôi sốc khi hay tin, hồi tháng trước anh ấy còn gọi điện nói chuẩn bị sắp xếp về Việt Nam đi hát, vì dịch cuộc sống anh ấy khó khăn. Ca sĩ Nhật Tinh Anh thì sững sờ khi nghe tin buồn, tôi nhận tin dữ lúc 4 giờ khi mới chợp mắt. Một năm gần đây chúng tôi chưa gặp nhau vì dịch bệnh và nhà cả hai cách xa nhau. Vân Quang Long nhậu khá nhiều và có tiền sử một số bệnh. Mỗi lần gặp, đồng nghiệp thường khuyên nhưng anh chỉ cười xòa, nói đó là thói quen rồi. Ngay sau khi cố ca sĩ nhóm nhạc 1088 vĩnh viễn ra đi, vợ thứ hai của anh là Linh Lan cũng đã có động thái thay ảnh đại diện tưởng nhớ chồng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ cố ca sĩ mong Linh Lan bình tĩnh lo hậu sự và mạnh mẽ vượt qua tang thương. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 12, Linh Lan còn đăng thêm clip con gái khóc lớn và tìm bố khắp mọi góc trong nhà. Vợ ca sĩ Vân Quang Long chia sẻ, suốt một tuần nay cứ 1-2 giờ sáng là Helen khóc tìm ba. Ba mất rồi, ba mất thật sự rồi con. Nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái ca sĩ Vân Quang Long, người hâm mộ không kiềm được xúc động và xót xa. Lúc sinh thời, cựu ca sĩ nhóm nhạc 1088 thường xuyên đăng ảnh và thể hiện sự nhớ nhung với con gái nhỏ ở Việt Nam. Về tang lễ của cố ca sĩ Vân Quang Long, ban đầu bạn bè có dự định đưa cố nghệ sĩ về Việt Nam, nhưng do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên quyết định sẽ lo hậu sự và hỏa thiêu linh cữu của anh ở Mỹ. Đợi đến khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng và bố ruột của cố nghệ sĩ ổn định tinh thần, bạn bè sẽ đưa cho cốt của Vân Quang Long về quê nhà. Được biết, bố của cố ca sĩ Vân Quang Long đang mắc bệnh tim nên hiện tại gia đình đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông.